Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Auto Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả các bạn những thông tin, những chia sẻ vô cùng hữu ích về giá ô tô cũng như là thị trường ô tô trong nước. Với một thông tin đầu tiên thì ở bản tin trước chúng tôi đã từng nói đến một mẫu thiết kế mới của hãng xe Việt Nam, đó chính là VinFast. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã có một thông tin còn mới hơn nữa, đó chính là gần đây trên Internet bất ngờ xuất hiện hình ảnh về một chiếc crossover khá lạ lẫm. Mọi người đồn thổi rằng đây chính là một chiếc xe tiếp theo của VinFast trình làng. Nhìn tổng thể thì chiếc xe khá giống với một người hàng xóm, đó chính là chiếc Hyundai Kona. Và chắc hẳn đây sẽ là một đối thủ đáng gờm cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Kona, Ford EcoSport và Honda HR-V. Theo một cái nhìn tổng thể về chiếc xe này thì chúng tôi thấy chiếc xe có một mẫu thiết kế khá là trẻ trung với mâm phay xước rất sáng và nổi bật. Cùng với đó là tổng thể trên chiếc xe thì không hề giống một chút nào so với chiếc xe lắc hoặc là chiếc xe pha đin của những người đàn anh đi trước của VinFast. Với thông tin tiếp theo đó chính là xe SUV Toyota Fortuner Limited Edition sở hữu màu sơn xanh navy độc đáo. Theo tìm hiểu gần đây, đây là một xe của đại lý sơn màu sơn lại với chi phí là 25 triệu đồng. Màu sơn này được lấy cảm hứng từ màu xanh của Fortuner đang bán tại Thái Lan. Tuy nhiên, màu sơn xanh được sơn lại trên chiếc Fortuner này có màu sắc sẫm hơn và mờ hơn để tăng vẻ ngoài nổi bật cho chiếc SUV của mình. Trên chiếc xe còn được dán tem màu trắng trang trí với dòng chữ Limited Edition. Bên cạnh những lời khen thì một số ý kiến cho rằng màu sơn xe này rất màu mè, không thực sự cần thiết. Chiếc xe này chỉ có giá trị khi đây là một phiên bản được chính hãng cung cấp. Ngoài màu sơn của chiếc xe thì Fortuner không có bất cứ sự thay đổi nào. Và đối với màu sơn này thì chúng tôi có thể thấy nhận định rằng là nếu những người muốn sở hữu một chiếc SUV theo mệnh của mình, những người mệnh mộc thường thích màu xanh thì chúng ta có thể lựa chọn màu sơn xe này để có thể phù hợp với mệnh của mình. Toyota Camry độ body kit trước giống với Lexus tại Việt Nam. Toyota Camry thế hệ mới là một trong những dòng xe có thiết kế đẹp và bắt mắt trong phân khúc hạng D hiện nay. Dẫu vậy, với nhiều chủ sở hữu Camry mới, họ vẫn chưa hài lòng với ngôn ngữ thiết kế ken lock của Camry. Chính vì thế, với nâng cấp cản trước mang phong cách Lexus ES được nhiều khách hàng lựa chọn khi mua Camry. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều phụ kiện đồ chơi xe cho Toyota, từ bộ kit trang trí phong cách Lexus 570 cho Fortuner cho đến nâng cấp theo phong cách Lexus ES cho Camry. Lựa chọn nâng cấp cho những chiếc xe Camry giống với Lexus đang còn là khá mới mẻ và được giới chơi xe đón nhận rất nhiệt tình. Được biết, chi phí nâng cấp toàn bộ mặt ca lăng phong cách Lexus với lưới tản nhiệt hình con suốt thương hiệu của Lexus hiện nay thì có giá khoảng 15 triệu đồng. Đối với những chiếc xe độ mặt ca lăng trước như thế này thì chúng tôi nhận thấy là chủ nhân của chiếc xe sẽ khá là mệt mỏi khi tham gia giao thông trên đường, bởi vì theo luật định hiện hành của Việt Nam hiện nay thì những chiếc xe thay đổi về cấu tạo của xe, thay đổi về kích thước sẽ rất dễ bị công an hỏi thăm. Và khi người ta đi đăng kiểm cũng thế, cũng sẽ rất khó để có thể đạt được đăng kiểm. Và vừa rồi là những thông tin vô cùng hữu ích của bản tin Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào.